thời gian tới đây nè, bắt buộc nó phải có cái số dư đôi ngũ. Và khi nó ổn định, nó cân bằng hai cái chỗ đôi ngũ đó rồi, thì mới được cái chỗ là đời đạo nó đồng tu với nhau. Dạ. Còn bây giờ chưa ha. Thường thường ta nói đời đạo song tu, đời đạo đồng tu, còn song tu là bình thường. Lúc nào nó cũng song song vận hành với nhau hết đó. Nó cùng tu với nhau nhưng mà mỗi ông tu cái duyên tướng khác, cái duyên tánh khác đó. Ý mình nói đây là bốn đại thì lúc nào ông tu theo cái tánh đó mà. Tu theo cái chánh pháp của ông. Còn bốn chúng á, thì tu theo cái tướng và cái danh của ông. Dạ. Đó, nó vậy đó. Nhân viên nó môn viên nó vậy. Clip anh em mình nói đó bạn. Một cái chữ tăng đoàn là nó nằm ở trong bốn đại, bốn lồi, bốn chúng và bốn tướng. Ha. Không thiếu một cái gì hết, nó có một cái tăng đoàn của nó, một cái đoàn thể, một cái cộng đồng, một cái cuộc sống của nó. Và một cái tăng là cái hạp cũng y như cái đoàn đó, mà nó ở cái chỗ là nó hạp, nó hòa, nó thuận với nhau. Nó không có phân biệt, nó ỷ nó ở trong tăng đoàn hay là nó bỏ cái ngoài tăng đoàn. Đó, Nguyễn nói nhớ ha. Dạ. Nhưng mà huynh nói ngang hồi cái thời của đạo tràng chánh pháp Thích Ca Mâu Ni còn tại thế là con bỏ tăng ngoài đoàn nha Nguyễn. À, huynh nói cho bốn chúng nghe vậy đó. Còn bỏ tăng ngoài đoàn đó. Cho nên tu trong đó 3000 năm nay đâu ai chứng. Thấy không? Tu theo cái bỏ tăng ngoài đoàn thì người ta chỉ chứng cho mấy ông là cái bỏ tăng ngoài đoàn thôi. Chứ không lẽ bây giờ tu cái bỏ tăng ngoài đoàn mà đi chứng cái ở trong tăng trong đoàn hoặc là trong tăng ngoài đoàn hả? Dạ, lần đầu tiên thì chào Nguyễn, cùng Quỳnh Đồng Sĩ xin gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị khán giả trong kênh. Thì Nguyễn cùng Quỳnh Đồng Sĩ tiếp tục làm cái video clip để gửi tặng tất cả quý vị. Thì Quỳnh Đồng Sĩ cũng có gợi ý lên một vài chủ đề là đời mạt pháp ma vương tu, mà Nguyễn cũng thêm như vậy là ma vương thì tu như thế nào. Rồi huynh cũng có nói là đời mạt pháp Phật tu, thì Nguyễn cũng muốn hỏi huynh là vậy Phật tu như thế nào, và đặc biệt huynh cũng có chia sẻ là thời Phật Thích Ca còn tại thế thì bốn chúng tu theo Thái tử hay là tu theo ngài Phật Thích Ca, nhưng mà riêng bốn đại á thì tu theo bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Như vậy là hai cái chỗ này là như thế nào? Và đặc biệt Nguyễn cũng có thêm một cái câu hỏi là nếu một ngày không có Huynh Hùng Sĩ, nếu một ngày không có ngài Sư Minh Tuệ hay là ông Năm hay là các vị trưởng bối hiện tại đang chia sẻ, đang dẫn đường để dạy hay là để chia sẻ những cái chân lý vị Phật Bồ Tát để lại, thì riêng Nguyễn hay là riêng các quý vị khán giả thì mình tu như thế nào, hay là mình có cái đường hướng nào không? Thì khi còn Huynh Đồng Sĩ như vậy thì Nguyễn cũng muốn hỏi câu đó để mà khi lỡ mà còn không có đốt thì mình cũng có cách xử lý. Thì thôi bây giờ em mời Huynh Đồng Sĩ có lời chia sẻ. Dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Mâu Ni, chánh đẳng chánh sát, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc. Phải có thiện thể mới giải được thế gian, mới là bậc vô thượng sĩ, điều ngự thế gian thiên nhân sư và Phật được thế tôn nguyện. Yeah. Đó. Không có cái đó là Phật không có được thế tôn đâu nguyện. Yeah. Là như giờ là mình là Phật được trần tôn thôi, tục tôn thôi nguyện. Chứ ai cũng là Phật hết á. Yeah. Quan trọng là Phật thế tôn hay là Phật trần tôn nguyện. Yeah. Vậy ha. Thì đây cũng là cái clip tiếp theo của buổi sáng hôm nay. Giờ xong mà bốn đại, bốn chúng, bốn lời cũng vận hành tương ưng. Dòng gió dần vũ bão lũ tùm lum Nguyễn ơi. Dạ. Cũng thấy cái tầng nhịp sớm cũng giống nhau vậy Nguyễn. Sáng giờ trời đất cũng dòng gió quá, âm u quá, giống bão thấp vậy Nguyễn. Dạ. Cho nên âm thanh nghe gió thổi sạc sào thì đồng đạo mình nghe cũng tự hiểu ha. Đó thì không cần phải nói nhiều. Còn hả, muốn nói nhiều thì bình luận vô tại sao âm thanh nó rồn rào vậy. Hả Nguyễn ha? Dạ. Yeah. Đó thì hỏi ông Tứ Đại ông nói cho nghe. Đó. Tại vì Tứ Đại là không có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý.
mà hỏi ổng thì muốn nói cho nghe thì coi dạng vật cỏ cây hoa lá đó thì âm thanh nó phát ra từ đâu thì lại ngay chỗ đó mà hỏi. Dạ. Hai Nguyễn ha. Dạ vậy đó. Thì như hồi nãy giờ ở chỗ trong clip mà Đại Nguyễn có đưa ra một vậy đó thì Quynh nói vậy nè, là hiện bây giờ là và cũng như hồi xưa thôi, ma và quỷ á mày, là bốn chúng ma và bốn chúng quỷ này quý vị người ta còn biết yêu thương cái đồng loại của người ta nguyện. Yeah. Đó Quynh nói vậy đó. Và thêm một cái nữa là bốn chúng á, thời bây giờ thấy rõ nhất theo Quynh nhận thấy như vậy, thì bốn chúng thì hiện bây giờ nè là đang tu theo là Thích Ca Thái Tử, còn bốn đại thì ổng tu theo Mâu Ni Bổn Sư. Yeah. Đó nó vậy đó. Quynh cảm nhận ở trong là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chính chữ này nè, thì bốn chúng thì tu theo là ông Thích Ca Thái Tử, và bốn đại thì ổng tu theo cái duyên là Mâu Ni Bổn Sư ở trong cái chính chữ đó đó. Nhưng mà Quynh nói vậy thì cả nhà nghe nó cũng còn giống như Phật nói cái chữ mê và cái chữ ngộ vậy đó Nguyễn. Đó, nó tương ngưng vậy đó Nguyễn ha. Dạ. Thì trong clip này nó cũng có thêm cái chữ mê khen chê ở đây. Được cái duyên thì Quynh nói theo cái duyên đó vậy. Rồi. Như vậy cả nhà. Ma mà còn có cái tình thương đồng loại, còn cái loài quỷ á mày mà còn biết bỏ cái ác tội để nó quay đầu đó, Nguyễn thấy hai cái loài này ha. Yeah. Mà trong kinh Phật đã nói rồi nghe các chúng, thời mạt pháp là hôm nay là nghe phải nhớ rõ từng câu từng chữ của Như Lai nói nha Nguyễn. Thời mạt pháp này là con cháu của các chúng ma vương được đủ cái nhân duyên mà tu trong bốn đại bốn chúng và bốn loại bốn tướng ha. Và ở trong Tam Bảo Chùa Am Miếu Tự Xuất Gia và Tại Gia luôn, tăng ni cà sa đầy đủ, không thiếu một món gì cho mấy chúng tu này. Phật đâu có phân biệt, phải không? Trong cái thời kia con người tu như thế nào, trong thời này chúng ma tu cũng được đền đáp như vậy. Nguyện thấy vậy ha. Đó là Như Lai ban cho tất cả như nhau, chứ không phải nói là ông là con của ma vương tu là không có được duyên như vậy, mà ông kia là con của người tu mới được nhân duyên như vậy, là không có chuyện này ha. Rồi Quynh nhắn vô chỗ đó làm chi vậy, đặng cho cả nhà thấy vậy nè. Ngay từ đầu cả nhà đã nhận định sai cái tư duy của mình với tư duy của chánh pháp, thấy không? Cả nhà đâu có thấy ra thế gian cạo trọc là sao. Cả nhà chỉ nói đây là cực lạc cạo trọc không à, giải thoát cạo trọc không à, đạo cạo trọc không à, nghe người ha. Yeah. Đó chứ cả nhà đâu có hiểu thế gian cạo trọc và đâu có tin thế gian cạo trọc đó, và không biết thế gian cạo trọc là cái gì luôn đó Nguyễn. Có phải rằng hôm nay cái cuộc sống nó quá phơi bày trước mắt rồi không? Giờ so với cái cạo trọc của cuộc sống như vậy với cái không cạo trọc ở ngoài thế gian khác nhau không? Yeah. Khác chỗ nào đâu Nguyễn, chỉ Quynh coi khác chỗ nào coi. Đó, vậy mà mấy ông dám nói đây là Phật, đây là Thánh, đây là Đại Thượng Thủ Bồ Tát không à? Chứ không phải người, chứ đừng nói chi ma. Đó, tự mình đặt ra, Nguyễn thấy ha. Dạ. Yeah. Tự mình tôn ra, là ý mình nói là tự cái tục nó đưa ra. Đấy, Nguyễn thấy rõ ràng không? Nguyễn thấy ông Phật nói không? Chánh pháp á, bên ngoài nó không phá được đâu nghe, mà ở trong á, những cái nó nhào vô bên trong đó đó nó mới phá được, còn những cái nằm bên ngoài nó không có phá được. Nguyễn muốn phá cái nhà đó là Nguyễn ở vòng vòng xung quanh cái nhà, Nguyễn ở trong nhà ngoài nhà đi vòng vòng Nguyễn phá mới được chứ, tự nhiên Nguyễn cách cái nhà đó một trăm một vài cây số Nguyễn lấy cái gì Nguyễn phá nó, tay chân Nguyễn đâu phá được nó. Đó, Nguyễn muốn đích thân mà phá được cái nhà ba nghiệp đó, đó là nó cũng tương đương như vậy đó Nguyễn. Yeah. Đó Phật nói rồi.
là mình để cái cuộc sống ở trước mắt thường hằng ngay cái tự tại này là mình thấy rõ lắm ấy. Những cái vận hành của nguyên lý là mình hiểu được chân lý hết á. À, rồi bây giờ mình nói ha, ma thì cả nhà biết rồi, nó còn biết yêu thương cái đồng loại của nó. Hồi đó ông Phật còn tại thế, ma nó còn biết thương con nó Nguyễn. Thấy không? Ma với quỷ nó còn biết thương con, thương cháu của nó đó. Nó bên vực con cháu nó mà nó đánh mấy cái loài kia ở gần với con cháu nó nữa đó. Nó giết hại mấy cái loài kia nữa đó. Nguyễn thấy cái tình thương của nó với con cháu nó vậy đó. Đó mà đến gặp ông Phật làm trọng tài, ông Phật xử, phân minh á, cho trả cái nhân quả trong ba đời nè, Nguyễn thấy không? Dạ. Đó. Khi mà quỷ làm nghiệp ác gặp Phật, Phật nói ra cũng phải bỏ. Bỏ cái tạo tác, bỏ nghiệp ác nó quay đầu rồi. Làm người ở Nguyễn phải, và cả nhà phải nhớ lấy một câu thôi, nhiêu đó thôi. Đừng nhớ nhiều, tuy rằng thế gian nó có hai câu đó. Nhưng mà để đi về chánh pháp thì nhớ một câu ở trong đầu mà sống được. Làm người nên nhớ lấy câu này. Đặt ý thiện trong đầu mà sống. Đó là một trong những cái đường để chúng ta đến cái tứ chánh cần. Và cái tứ niệm xứ mới đến được nha Nguyễn. Dạ. Đó. Nguyễn phải biết nha, cái đặt ý thiện trong đầu mà sống. Đừng bao giờ mà để ác vào cái lòng mình hết trơn á. Suốt như vậy, thường hằng nha Nguyễn, mới mong có chỗ chứng đắc được. Chứ không phải chớm lên, sớm nở tối tàn. Quan trọng là sao? Thường hằng hay không thường hằng. Đó, Phật là vậy đó Nguyễn. Dạ. Phật là không có đổi thay. Còn ngoài Phật ra là đổi thai nha. Cái gì mà không đổi thai thì cái đó là Phật á. Nó cũng y như sự thật thôi. Nó cũng y như Như Lai thôi. Nó cũng y như chánh pháp thôi. Còn những cái kia nó cũng y như vậy đó. Nhưng mà nó đổi thai. Đó, mình nói vậy ha. Nhớ một câu nha. Để một câu ở trong lòng mà sống nha. Đặt ý thiện trong lòng mà sống. Đừng bao giờ để ác vào lòng. Suốt như vậy mới mong là cũng có chỗ chứng đắc được. Coi lại mình có thường hằng hay không. Thứ nhất là ý thiện trong lòng mình nè ha, là trong cái ý mình nè ha. Không phải là chạy đi tìm cái chuyện thiện mà làm là gọi là cái là tăng trưởng cái thiện nghe Nguyễn. Dạ. Hiểu ha. Hoặc là bỏ cái ác và diệt trừ cái ác là ngay chỗ đi tìm chuyện thiện làm là các ông còn dính vô cái tướng và cái âm thanh của câu chữ nha Nguyễn. Có nghĩa là trong sắc, thọ, tưởng và hành thức nha. Đó, như vậy đó ha. Tại vì cái đó nó chưa được thường hằng. Yeah. Cái nào nó thường hằng ra mới được. Còn nãy giờ nó đi tìm đi kiếm hết rồi thôi. Về cái nằm cái ấy rồi mốt phải chạy nghe nữa. Nó chưa có thường hằng nó nghỉ. Nó còn ngày, còn đêm. Còn đến, còn đi phải không? Còn di, còn về. Còn thai, còn đổi. Thì nó chưa có được thường hằng. Thường hằng là nó xuyên suốt như vậy thì cái thường hằng nó nằm ở đâu? Đâu phải cái thường hằng này nó nằm ở cái chỗ là đi phát gạo từ thiện, đi cho nước từ thiện, đi cho mùi mì mắm muối ở những chỗ nghèo khổ từ thiện mà gọi là cái chỗ thường hằng. Cái chỗ hành nó khác nghe không Nguyễn? Dạ. Cái chỗ thường hành nó khác. Đó, cái chỗ vận hành nó khác và cái chỗ thường hành nó khác. Đó, mình nói vậy đó. Tự nhiên đó mình nói mình chắc cứu mình là một người thường. Chắc chắn vậy luôn Nguyễn. Và huynh cũng chắc chắn là huynh là người hết cứu như Như Lai cũng bình luận cũng cho huynh. Tội huynh nói phải nói cái này công đức vô lượng. Huynh là người bây giờ hết thuốc chữa rồi. Huynh là người hết cứu rồi. Có nghĩa là huynh nói trong bốn đại bốn loại này là không có ai cứu huynh được hết. Chín ông Phật thành đạo rồi, còn một ông Phật cuối cùng là 10 ông trong 10 phương thế giới. Ngồi ở đây với mình huynh. Chín ông thành hết rồi, còn huynh là một người chưa thành ngồi ở đây. Chín ông này lấy mắt nói với huynh, không có cứu huynh được. Thôi mấy ông về cõi nước của mấy ông đi. Thấy không? Ở đây không có thiếu Phật. Quynh nói một câu trong lòng Quynh vậy đó Nguyễn. Có nghĩa là chính ông Phật này không cứu được Quynh. Quynh tự tin luôn Nguyễn. Ừ đó Quynh nói. Tuy Quynh là phàm. Cắt ra chảy máu. Máu mũ chảy ra đau đớn bình thường. Nhưng mà Quynh nói rồi vậy. Không có ông Phật nào cứu được Quynh hết. Chứ đừng nói chi ông người, ông thánh, ông gì nghe Nguyễn. Chỉ có Quynh mới cứu được Quynh thôi Nguyễn ơi. Và Quynh phải nương vào bốn đại bốn lồi mới cứu được Quynh. Đó, quan trọng ở chỗ đó Nguyễn. Chứ nếu một mình huynh mà huynh bỏ bốn đại bốn loài, huynh bỏ chúng sanh là huynh hết thuốc chữa thiệt luôn á. Đó, huynh nói với Nguyễn vậy đó ha. Đó. Rồi bây giờ coi lại ông Phật ơi, ông Phật có kêu mấy ông là kêu người khác cứu mấy ông không? Có ông Phật nào kêu vậy không? Hay là tự mấy ông đưa cái tục tập vô?
Ồ, ông này mới cứu được mình. Mình thấy không? Ông Thường Tú, ngày xưa ông Thường Tú ha. Bây giờ ông Thần Tú, thấy không vậy ha? Tới đây là ông tổ thứ bảy là Đồng Minh Sơn Tự đôi dòng xem qua. Đã quên nói trên núi Cấm rồi đó Nguyễn. Dạ. Đâu ai thấy được. Bây giờ gần tới mình nói nè ha. Tại sao có chữ Minh? Tại sao ở bên cái ông mà ăn Ulimala qua bên Tàu là ông Thần Tú, bây giờ về bên Nam tại sao có chữ Minh? Tại vì ông tổ có chữ Minh, chứ không phải đi tìm cái người tên Minh, nghe hiểu không? Dạ. Yeah. Ừ, là cái danh, cái tướng. Cột đồng là vốt thiệt, họ đồng rồi. Thấy không? Chữ Minh vốt thiệt, danh ông sáng lòa. Còn cái chữ Sơn là hiểu của Phật Thầy, cho nên ông Thầy mới kêu là Tòng Sơn đó mày. Dạ. Ừ. Nghe thấy không? Dạ. Yeah. Hồi Phật Thầy đã ăn cái chùa Sa Lắc Sơ của ổng ở Đồng Tháp đó, ổng để chùa Tòng Sơn. Đó, ông Phật Trùm cũng để trong sấm á. Dạ. Yeah. Cho nên ông nói thằng của mấy ổng không, mấy là có một cái dòng lành mạch với nhau, phải không Nguyễn ha? Chữ Sơn là hiệu của Phật Thầy, là vị tổ thứ bảy kỳ này phải không? Đồng Minh Sơn Tự, đâu có dòng xem qua. Mấy ông xem qua đi, mấy ông biết liền à. Hai dòng thôi, không cần nhiều. Tự ngộ liền chỗ đó Nguyễn. Dạ. Yeah. Đó, mình thấy ha. Rồi bây giờ mình trở lại bài pháp này nè. Quan trọng nhất là cái chỗ thường hằng của cái thân và cái tâm luôn nha. Chứ không phải một cái ông không là không được nha. Yeah. Mà cái chỗ thường hằng này là ở chỗ không mong cầu, nó dễ nhất là ngay trước mắt mình, bốn đại và bốn lồi. Không đi đâu xa lạ hết. Còn cái chỗ vận hành thì tùy duyên. Bốn đội, bốn đại, bốn lời nó đủ duyên rồi. Cái duyên mình gieo ở đâu thì tự động có chỗ mình và bốn chúng làm cái công việc của Bồ Tát ở đó. Yeah. Còn ngoài cái vận hành đó ra là cái thường hằng trong bốn đại, bốn chúng, bốn lời này, Nguyễn để cái chữ thiện trong lòng, trong ý mình, vậy mà sống cân bằng với nhau. Đó, chứ không có, không có thiếu đâu ha. Yeah. Đó. Tự động chỗ đó là nó có cái tăng trưởng cái thiện căn của mình ra thôi. Thiện căn là sao? Nhãn căn nè Nguyễn, nhĩ căn nè, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn, Nguyễn thấy không? Đó, những cái thiện căn này là Nguyễn không có mở ra là không thể nào mà Nguyễn được cái chữ thành để cho Nguyễn vào đạo được đó. Vào trong sáu cái đạo này trước, Nguyễn phải căn bằng trong sáu cái đạo này trước, rồi Nguyễn mới đến cái chỗ thứ bảy. Đó, nói vậy đó Nguyễn. Sáu cái đạo này nó cân bằng với sáu đạo kia trong cái sáu cái thức nọ. Nó mới đến cái chỗ là trung đạo được. Chứ không phải tự nhiên mình nói con người với con người không mà nó trung đạo nha Nguyễn. Dạ. Đó là một chuyện mà chúng ta là coi như là giống như là cưỡi ngựa mà xem qua mà thấy hết cảnh ta bà đó Nguyễn. Dạ. Nó nói giống vậy đó, không phải người với người không, hoặc không phải là mình ở trong cái chùa không mà mình nói là trung đạo đâu. Nói rồi Nguyễn, nếu vậy thì 3.000 năm nay chắc bây giờ ở đây tôi nói là Phật không, không ai phạm hết trơn. Tôi nói bây giờ ở đây là coi như là còn hơn ông Thái tử Đắc Đạt Đa nữa đó. Tại vì hồi đó ông Thái tử Đắc Đa chưa có kinh tạng như bây giờ, mà 3.000 năm nay tu ở trong kinh tạng như vậy. Dạ. Nếu mà đúng y như những lời chánh pháp của Phật thì Nguyễn thấy bây giờ Phật có phải nhiều hơn cái số cát sông Hằng không? Đó, Nguyễn thấy ha. À, đơn giản lắm Nguyễn. Suốt như vậy mới mong chứng đắc là Nam. Còn nếu như mà chưa suốt như vậy là chưa đến chữ Nam. À. Còn thường hằng như vậy thì là cái chứng với cái quả của mình sao đó thì tự động lúc đó mình sẽ tương ưng, mình hiểu ra. À, Quỳnh chỉ nói vậy thôi chứ Quỳnh không có nói tới cái quả của cả nhà được đâu. Yeah. Ừ. Suốt như vậy đó mới mong được chứng cái quả mình. Nam Mô A Di Đà Bà Dạ là cái chú giảng sanh đó Nguyễn. Đa tha già, đa dạ, đa điệt, dạ tha, mà không chịu dạ. Ha Nguyễn ha. Muốn giảng sanh là phải dạ, phải tôn kính. Còn không dạ, không tôn kính là không bao giờ giảng sanh được. Đó. Cái sự thật nó vậy đó Nguyễn. Và nãy Nguyễn nói nếu như không có thân Nguyễn, không có thân của những vị minh sư hoặc là như ông Năm thì à, sao? Thì không có cái đời như ngày hôm nay chứ sao? Chưa có tới cái đời như ngày hôm nay. Nó vậy thôi.
Có một là sẽ có tất cả. Còn không có một thì tất cả cũng chưa đến luôn. Giống như hồi trước là cái thân của Phật Thầy Tây An, thân của Phật Trùm đó vậy đó. Thì cái chữ của mấy ông là cái chữ khác, nghe hiểu không? Cái chữ của huynh đồng sĩ là cái chữ khác, cái chữ danh á, danh hiệu pháp danh á là cái chữ khác. Rồi cái chữ của sư minh gì đó, hoặc cái chữ ông Năm gì đó là cái chữ khác. Thì để mấy ông coi, mấy ông biết, mấy ông ở đâu thì tự biết ha. Còn huynh nói vậy đó, huynh nói cái hiện giờ huynh ngồi đây, nếu không có huynh thì ở đây không có. Nó phải đủ duyên như vậy đó. Tại vì nếu huynh không ngồi đây thì huynh ngồi chỗ khác thì nó có là có cái chỗ khác kia kìa. Đó ý mình nói vậy ha. Còn huynh nói thêm với Nguyễn ha. Cái thân nè ha, huynh nói cái thân nè ha. Huynh đồng sĩ nè ha. Cái kiếp này nè, trong cái cõi địa mẫu này nè Nguyễn, là cái thân này là cái thân cuối cùng nha Nguyễn. Cái thân cuối cùng của cái cõi này nha, chứ không phải là thân cuối cùng của cái mười phương cõi thế giới khác. Thân này nè, ổng nói huynh là ổng vận hành ở đây nè, cho đến cái thời mạt pháp mà nó bế mạt đóng lại, nó chuyển qua cái thời khác đó ha. Thì cái thân này coi như là hết tất cả những muôn duyên nguyện hạnh của thân này ở nơi ta bà địa mẫu đây đó, huynh nói vậy đó. Có nghĩa là tìm không có ra cái người giống như vậy nữa nghe Nguyễn. Dù cho đầu thai chuyển kiếp cũng không còn cái người giống như vậy nữa, nhưng mà ở cái cõi nước khác ấy, có đó, ở cõi nước mà ngũ trượt mà khi Phật Thích Ca mà tuyên thuyết như vậy nữa đó, tiếp tục có cái người y như vậy nữa nè Nguyễn, y như vậy luôn nha, không sai biệt gì đó. Mà ở cái thế giới và cõi nước khác mới ngặt vậy đó chứ, cũng có bốn đại bốn chúng bốn loài y như hiện giờ ở đây nè. Nhưng mà cái chỗ này nó còn khách xa chỗ đó lắm, nghĩa là khi cái ông này đi tới Nguyễn, thì cái ông mà huynh nói mới có cái chỗ đặt tới đây đó, là đúng chỗ đúng lúc vậy đó Nguyễn. Còn cái chỗ mà ông này ông đi tới, ông địa mẫu này nè, ông đi tới kia, thì cái thân này hoàn toàn bắt đầu từ cái mí này vĩnh viễn vô lượng vô ức, là không còn cái xác thân này nữa nghe không ạ. Và cái dòng tâm thức nó sẽ chuyển đến cái xác thân khác đó, mình nói vậy ha. Chứ không phải là không còn chỗ gì hết ha. Nhưng mà ông này nè, mười mốt gặp mấy cái ông kia nè ở cõi nước khác đó, mình nói vậy đó. Nam Mô A Di Đà Bà. Bốn chúng tu Thích Ca Thái Tử, còn bốn đại tu Mâu Ni Bổn Sư. Đó, như cái câu nãy mình giới thiệu đó Nguyễn. Hiện bây giờ bốn chúng thì tu theo cái ông Thích Ca Thái Tử, là cái ông ở trong cung vàng Điện Ngọc á. Cái ông mà bỏ 6 năm khổ hành đầu đà đó. Mình nói là bốn chúng tu theo cái ông Thích Ca Thái Tử, còn bốn đại thì tu theo Mâu Ni Bổn Sư. Nên thời gian tới đây nè, bắt buộc nó phải có cái số dư đôi ngũ, và khi nó ổn định, nó cân bằng hai cái chỗ đôi ngũ đó rồi, thì mới được cái chỗ là đời đạo nó đồng tu với nhau. Còn bây giờ chưa ha. Thường thường ta nói đời đạo song tu, đời đạo đồng tu, còn song tu là bình thường. Lúc nào nó cũng song song vận hành với nhau hết á. Nó cùng tu với nhau, nhưng mà mỗi ông tu cái duyên tướng khác, cái duyên tánh khác đó. Ý mình nói đây là bốn đại thì lúc nào ông cũng tu theo cái tánh đó rồi. Tu theo cái chánh pháp của ông. Còn bốn chúng á, thì tu theo cái tướng và cái danh của ông. Đó, nó vậy đó. Nhân duyên nó môn duyên nó vậy đó Nguyễn. Nó vận hành trong hai cái thời pháp. Hồi xưa tới giờ hai thời pháp. Mấy ngàn năm nay nó y như vậy hết. Không có sai biệt. Mà cái này ông Phật cũng nói trong kinh luôn rồi. Nếu như mấy ông mà thấy cái thân của tôi mà trang nghiêm vậy mà cho thấy được Phật, mấy ông còn xa rồi, Phật rất xa đó. Đứng ngoài nhà Như Lai rất xa luôn đó Nguyễn. Nói rồi mà. Bây giờ mấy người đẹp người ta 32 tướng tốt nhóc tên, cái mấy ông chạy vô mấy ông đó, ông Thích Ca về. Rõ ràng Nguyễn thấy không? Đâu có nghe lời Phật đâu Nguyễn. Bởi vậy mấy ông tự buồn là phải rồi, tự khổ là phải rồi. Phật đã chỉ ra hết trơn chỗ buồn chỗ khổ rồi. Ha không Nguyễn? Đó. Nếu thấy mà những người đẹp như vậy, những người bận đồ y như ông Thái Tử như vậy, mấy ông cho là ông Thái Tử, thì mấy ông còn mãi tu theo cái tướng và mãi tu theo cái danh hiệu của cái người mang cái tên đó đó Nguyễn. Đó, Nguyễn nhớ ha. Cho nên ta gọi là tu danh đó ha. Tu danh nó có hai cái ý nghĩa là
Thứ nhất là cái danh lợi là một chuyện ai cũng biết rồi. Bình thường cái ông chủ tịch ông cũng có danh lợi mà. Sao người ta không nói ông tu? Thấy không? Cái danh vị, cái địa vị nó cũng nằm trong cái danh nữa. Còn một cái danh thứ hai là cái pháp danh. Đó Nguyễn. Cái pháp danh, cái danh hiệu đó Nguyễn. Đó, đó. Theo cái đó nó mới nặng hơn là theo cái vụ kia đó. Cái danh vị vậy đó chứ nó nhẹ hơn là cái pháp danh đó Nguyễn. Cái pháp danh Nguyễn không có cầm nắm được á. Nhưng mà cái ông đó là nó đi vô cái dòng tâm thức đó Nguyễn. Còn cái kia là chỉ có cái áo mão bình thường bên ngoài thôi, không có gì hết trơn á. Nó mau chán lắm, mà cái ông mà đi vô dòng tâm thức này nè, vô lượng kiếp nó không biết đường chán Nguyễn. Nó đâu có cảm giác xúc thọ, xúc pháp gì đâu mà nó nhàm chán. Nó phải có sắc thọ tưởng hành thức, phải không? Nhãn nghĩ đi thì thân ý là sắc thanh hương vị xúc pháp với nhau. Nó mới có cái cảm giác là đi ra đi vào, đi ra đi vào cái cảm giác đó. Rồi tự nó mới nhàm chán được cái ông kia rồi. Đó, cái ông mà Huynh nói là cái danh ấy. Cái tu danh đó, cho nên Nguyễn thấy là Bồ Tát tu mà dính trong cái danh đó đó. Đi ra không có chỗ đi ra là vậy. Còn trong mà cái danh vị thì dễ lắm. Danh vị là chuyện bình thường. Đó, cho nên Huynh nói với Nguyễn ha. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni thì sẽ được Phật xem cái căn bổn của bốn đại bốn lồi. Gió dữ Nguyễn. Gió dữ mạnh luôn. Làm hay hay luôn. Không biết âm thanh nghe có ồ không nữa. Bị gì bốn đại sáng nay ông ở ngoài biển Đông cũng hút gió ra quá trời. Rồi, nhưng mà trời thì cũng hơi mát. Anh em mình làm thì cho cả nhà nghe nhạc trời cũng được. Nghe nhạc gió. Bây giờ trở lại như vậy đi. Thì ngay cái chỗ là đồng đạo và bốn chúng mình đang đi tới. Huynh nói ngay cái chỗ đi tới đó ha. Đó là đó, đang đi tới cái chỗ danh đó đó Nguyễn. Trời ơi, bây giờ Nguyễn tên gì tôi phải đi theo cái ông mang cái tên đó thôi. Đó, ý tôi nói vậy đó Nguyễn. Ý mình nói vậy đó. Bây giờ yêu cầu Nguyễn mang cái danh hiệu, cái tên gì đó, tên tuổi gì của Nguyễn đó. Thì chúng tôi tu đi theo cái người mang cái tên tuổi danh hiệu đó thôi. Chứ chúng tôi không cần thiết tu là để đi theo cái căn bổn của chúng tôi. Đó, ý mình nói vậy đó Nguyễn. Cái chuyện căn bổn mà tôi bỏ qua một bên. Tôi chỉ cần đi theo cái người mà mang cái tên, cái hiệu đó thôi là đủ để cho tôi chứng đắc rồi. Nguyễn thấy không? Đó là cái chỗ mà Huynh muốn nói đến cái tu danh là cái chỗ đó. Đó, cái tu danh nó ẩn hình ngay chỗ đó. Đi theo cái danh hiệu của Cồ Đàm Thái Tử Tất Đạt Đa 3.000 năm rồi chứ không phải ít. Chứ không phải ấy đâu, mà đã ổng đã nói rồi, cái thân ổng ngay chỗ cái đời ngũ trược ác thế là xong. Hết đời ngũ trược ác thế là xong. Cái nguyện hạnh của Phật bổn là chỗ nào còn ngũ trược ác thế thì chỗ đó Phật mới tái lai trở lại xuất thế nơi đó thôi. Còn bắt đầu khi đã chuyển ngũ trược ác thế đi lên đến trần đều thánh đức và vào đời của ông Tôn Phật Di Lạc luôn là xong. Y như nãy mình nói là cái thân này đó đừng có mong mà tìm lại được ở đây nữa. Nhưng mà còn ở phương kia là đó. Khi Nguyễn thấy ra cái sự thật vậy đó, Nguyễn mới biết Nguyễn. Nguyễn hiểu Nguyễn, cái Nguyễn hiểu Phật vậy đó Nguyễn. Rồi cho nên Huynh nói hiện bây giờ là cha thì tu theo cái tánh, còn con thì tu theo cái tướng với cái danh. Cho nên cha với con mà muốn gặp nhau thì phải qua đôi ngũ. Đó, cho nên là ông Trạng ông mới nói rồi, chừng nào mà đợi hồ khô đồng cạn thì con tìm thấy cha. Thấy Nguyễn ha? Bây giờ con điên đường, cha điên nẻo. Thì hai cái nó so le rồi, Nguyễn đem Nguyễn cộng Nguyễn trừ lại á, cái cao cái thấp mà Nguyễn trừ thì bắt buộc nó phải có số dư ra. Đó là cái lấy cái toán số ra mình nói thôi chứ không có gì cho. Đi về cái tánh là nó phải cao hơn cái ông kia chút xíu rồi, thấy không? Thì ông cha ông cao thì ông phải bù qua cho ông con, chứ không lẽ bỏ ông con. Thấy không? Trừ qua cho ông con của ổng thì nó còn lại số dư. Đó. Số dư đó là ngay cái số đôi ngủ. Cho nên nó phải có là số dư đôi ngủ. Đó, khi mà
đúng ngày cái số dư đội ngũ là nó đi ra đội ngũ luôn. Đó, thành ra ba cái đội ngũ lận. Ba cái nhức ngủ. Một cái nhức ngủ bên đây, một cái nhức ngủ bên kia, rồi một cái nhức ngủ của ở vị lai, nó có nghĩa là nhức ngủ quá khứ, nhức ngủ hiện tại, nhức ngủ vị lai. Ba cái ông này đi ra hết thì đời đạo nó đồng tu với nhau. Cái chuyện này Quynh nói là chỉ có mình Quynh biết à, chứ giờ Quynh nói vậy chưa ai biết đâu Nguyễn. Dạ. Quynh nói này là ở trong sấm á, sấm của quý thánh mà vô lộ tặng ổng để lại á. Là Quynh nói á, là bây giờ Quynh nói với Nguyễn là chưa có người nào biết trơn á. Cái chỗ mà đôi ngủ mà Quynh nói như nãy giờ vậy đó ha. Nhưng mà từ từ Quynh nói rồi Quynh sẽ nói cho cả nhà biết. Cái chuyện này Quynh nói được. Dạ. Cái chuyện thánh là Quynh nói ra hết trơn à. Còn cái chuyện Phật mà đến chánh pháp là Quynh không có nói. Còn thánh là gần với đời này là nói ra hết ráo luôn Nguyễn. Dạ. Là thứ nhất, đợi đến cái đôi ngủ xong này ha. Là ba cái đôi ngủ như Quynh nói vậy đó ha. Đôi ngủ quá khứ, đôi ngủ hiện tại và đôi ngủ vị lai. Ba cái ông này cân bằng với nhau thì lúc đó là đời đạo nó đến chỗ đồng tu. Đó. Vậy đó Nguyễn. Ngày đó đó là nó nằm ở khoảng là cái ngày rằm mà mùa thu của Tuất Hợi Nguyễn. Dạ. Đó trong sấm đó mình mài mại là cái mà ngày mà dư đôi ngủ đi qua đó là nó nằm đâu trong khoảng cái ngày rằm mà mùa thu Tuất Hợi. Đó như vậy đó ha. Thì lúc này nè mới được cái duyên thông và Huynh mừng cho cái sự viên thông trung đạo của đất trời nơi đây nè. Đó. Thập nhị duyên lúc đó tự rời những cái món cấu với nhau. Đó lúc đó đó giống như là bây giờ có thể nói lúc đó là cái ngày hội Long Qua được rồi đó. Chứ không phải bây giờ là hội Long Qua nha Nguyễn. Dẹp cái vụ này nè, xong hết cái bế mạc cái này là người ta gọi là cái giống như làm cái lễ đó. Ý tôi nói là cái ngày hội này là ngày lễ đó. Cái ngày lễ hội đó mới là chính thức nó đi luôn. Lá bồ đề rụng đâu nào thấy. Có lá bồ đề luôn. Mình thấy à, Nguyễn thấy không, một mặt của ổng và một mặt của ổng. Cái gì cũng hai mặt hết trơn á, không có cái gì một mặt hết trơn. Nguyễn thấy đường găng đường chỉ gì đó. Trong một chiếc lá nó có đầy đủ các nhân viên hết trơn. Lá bồ đề mà rụng ngay mình là ok rồi Nguyễn ơi. Ngon lành rồi. Giờ bốn chúng tu ngày tu đêm chưa được chứng bởi còn thêm bớt pháp. Đó nó có nhiều đó. Tu thì tu ngày tu đêm giỏi lắm, nhưng mà trước cái nhị ngũ này chưa có ai được chứng hết, tại vì các ông còn thêm và còn bớt pháp. Đó, còn thêm pháp của Phật và còn bớt pháp của Phật. Quynh bảo đảm luôn, Nguyễn và cả nhà xem lại đi. Nói mà niệm Phật mà còn thêm bớt trong đó, nghe lời ai? Những người nghe theo cũng là niệm vậy gọn ha. Mau thành mau đắc, đời này phải tắt ngang mới được, thấy không ạ? Bỏ bớt đi, 6 chữ dài, bỏ bớt càng dài hơn. Ngộ vậy đó chứ. Giờ bốn chúng tu ngày bốn đêm chưa được chứng bởi thêm bớt pháp. Một tăng thừa đó là nó mới sanh ra được tất cả các tam hạp. Mà Nguyễn bỏ mắt cái tăng thừa này là các pháp nó đều tan hết. Nó đều tiêu hết à. Như cái clip anh em mình nói, một cái chữ tăng đoàn là nó nằm ở trong bốn đại, bốn lồi, bốn chúng và bốn tướng ha. Không thiếu một cái gì hết, nó có một cái tăng đoàn của nó, một cái đoàn thể, một cái cộng đồng, một cái cuộc sống của nó. Và một cái tăng là cái hạp cũng y như cái đoàn đó, mà nó ở cái chỗ là nó hạp, nó hòa, nó thuận với nhau. Nó không có phân biệt, nó ỷ nó ở trong tăng đoàn hay là nó bỏ cái ngoài tăng đoàn. Đó, Nguyễn nói nhớ ha. Dạ. Nhưng mà Quynh nói ngang hồi cái thời của đạo tràng chánh pháp Thích Ca Mâu Ni còn tại thế là con bỏ tăng ngoài đoàn nha Nguyễn. Đó, Quynh nói cho bốn chúng nghe vậy đó. Còn bỏ tăng ngoài đoàn đó. Cho nên tu ở trong đó 3 ngày hôm nay đâu có ai chứng.
không? Tu theo cái bỏ tăng ngoài đoàn thì người ta chỉ chứng cho mấy ông là cái bỏ tăng ngoài đoàn thôi, chứ không lẽ bây giờ tu cái bỏ tăng ngoài đoàn mà đi chứng cái ở trong tăng trong đoàn hoặc là trong tăng ngoài đoàn hả? Đâu có chuyện nào có nhân sao là nó chứng như vậy à? Dạ. Ừ đó, Phật nói là trồng cây nào ra trái đó là vậy đó Nguyễn. Tự nhiên chúng ta trong tăng đoàn chúng ta còn cự cãi hoặc là còn hòa thuận ở trong tăng đoàn, chỉ bên ngoài và bên trong, mà làm sao mà nó có được cái chữ tăng, chữ hòa, chữ hợp với ba đài, bốn đài và bốn lồi được Nguyễn. Mấy cái sự thật này Nguyễn về cũng đọc ở trong kinh, người ta để lại lịch sử đầy đó, không thiếu cái gì hết trơn Nguyễn. Không có thiếu sót một cái gì mà để cho cái lục căn của Nguyễn nó hiểu hết trơn, cho nó ngộ ra hết trơn. Mình nói là nó dễ như vậy đó, nó gần gũi như vậy đó, chứ nó không có cần phải là lục dục gì ở đây đó. Hoặc là ba la mặt hay là bốn la mặt, năm la mặt, sáu la mặt gì ở đây, cũng không cần phải đà la ni thần thông gì để hiểu mấy cái chuyện này đó. Quỳnh nói với Nguyễn rồi, cái chuyện này bây giờ căn với trần đời với đạo là người ta thấy hết trơn rồi. Nguyễn thấy ha? Yeah. Đó, hiện ra hết trơn rồi, giống nhau không? Nếu tin Phật ngay từ đầu thì nhìn vô, à hôm nay là mình đang ở cái thời mà Pháp nè, đúng rồi ha, một đúng rồi ha. Mình coi lại, à thì ra là con cháu Ma Vương tu, nhìn nhận ngay từ đầu ha. Nhìn nhận cái đúng, cái nhìn của mình ngay cái nhìn của Phật luôn, là hai cái đúng ha, là cái thân, cái khẩu ha. Cái ý mình, ba cái chỗ đúng đó thì mình không có sanh ra cái ý mình nói. Mấy ông này, mấy ông trọc trọc này là ở Tây Thiên, Tây Phương, Bắc Phương, Đông Phương gì xuống đây tu, thành Phật rồi xuống đây tu ha. Mình không có nghĩ như vậy hả Nguyễn? Mà mình ba cái đúng đó ngay chỗ cái ba cái đúng của ông Phật đi. Rồi bây giờ mình không chịu vậy đâu, mình chịu là ba cái sai của mình ở ngay chỗ ba cái đúng của Phật. Rồi cái chừng dài năm mà Quýnh nói 3 năm, 6 năm thôi, đời giờ nó lẹ như nãy mình nói Nguyễn. Yeah. 3 năm, 6 năm ấy người ta làm không có nổi tới cái cực lạc như mấy ông đặt để. Hả Nguyễn? Lúc đầu mấy ông cho cái đó là cực lạc, mấy ông đem những cái cực nhọc của mấy ông vào nơi cái tam bảo của cực lạc đó. Cực nhọc là Quýnh nói những cái mà mình bằng lao động ở ngoài đó, với xã hội của mình, với của bạn bè mình đó Nguyễn. Yeah. À, dòng tộc rồi đó, là những cái cực nhọc bên ngoài. Mình nghe nói có cực lạc Nguyễn, mình đưa cực nhọc vô đặng cho cái cực nhọc này nó ở gần cái cực lạc, đặng cho nó được cái quả lây ha, phước lây ha gì đó Quýnh không biết ha. Yeah. Thì đặng nó được chung diện nhà quan thời gian cái cực lạc, nãy giờ mình thấy cái nó giống cực nhọc quá. Mình thấy ủa sao cái ông tu cực lạc nãy mình cho bằng vậy mà bây giờ sao thấy ổng giống cái cực nhọc của mình quá đi. Cái bắt đầu mình mới giật mình, mình nói ủa sao kỳ ta, ông này ổng rớt rồi. Mình nói vậy không ấy, ông này ổng rớt rồi, bữa hổm ổng tu ngon quá, bữa nay ổng rớt rồi. Là ổng rớt chỗ nào? Ổng rớt cái chỗ mình đặt để á, chứ ông nào có rớt gì đâu. Dạ. Ôi cái phước ta càng ngày càng cao lên mà nói người ta rớt. Hồi nãy ta đi lang thang ta cực chết, giờ ta có chùa, có tượng, có Phật, có đầy đủ phương tiện thế gian, có nhiều người ta còn có nhiều hơn mình bấy nhiêu mà còn sung sướng nữa, mà nói người ta rớt. Thấy không ạ? Rớt cái đặc để của mình đó Nguyễn. Dạ. Nó rớt xuống liền tại chỗ, ngay chỗ đó. Cũng ngay chỗ hồi nãy mình cho nó đậu rồi, lập tức nó rớt ngay chỗ đó liền. Cho nên ta trở lại cái thường hằng của con cháu Ma Vương, người ta tu tới cái đích đó thôi. Nguyễn hiểu không? Dạ. Có nghĩa là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sắc thanh hương vị xúc và pháp, tới pháp mà ngưng, đâu có tới Phật được đâu mà mình nói. Thì căn với trần nó chỉ tu tới pháp thôi đó, Nguyễn thấy không? Ở trong sắc thanh hương vị xúc và pháp thôi ngưng, rồi ở trong sáu cái chỗ đó là cái duyên đó là ngưng, không có ra được nữa nghe Nguyễn. Thì người ta đã đậu rồi, nhiêu đó là đậu rồi đó. Thì mình nên nhìn lại, ôi bây giờ mấy con cháu của anh ba, hồi xưa thời của Phật mình nghe nói mấy ông này ông quằn quậy dữ lắm Nguyễn. Bây giờ có chùa, có am, có miếu, có tự rồi, ông có chỗ, ông chịu tu như vậy thì mình mừng dữ lắm, mình thương yêu dữ lắm. Để có sự cho mấy ông có cái chỗ, mấy ông nương vào tam bảo, Phật Pháp Tăng, thấy không? Yeah. Thì thôi đi. Chứ giờ thả ổng ra ngoài đường, bây giờ chín người quậy rồi một người mặn, đâu có mặn nổi Nguyễn. Yeah. Giống như gia tộc của mình á. Yeah. Ờ, chín người quậy, một người quậy thôi là chín người mặn trả không nổi đó. Đó, mình nói vậy đó Nguyễn. Thôi yeah. Bây giờ mày đừng có quậy nữa, mày ở nhà mày đốt nhang ông bà đi.
thằng em của mình đó mày. Dạ. Thằng em út của mình á, nói thôi trời ơi tao năn nỉ mày, bây giờ mày ở không thôi, mày đừng có măng gì hết á, mày càng măng là mày càng báo tao với báo gia đình. Dạ. Đó dông trống trong ở trong cái TikTok tao nói vợ bây giờ vợ ơi em đừng có măng gì trơn, anh lại em. Em càng măng là em càng nợ, anh trả không nổi đâu mày. Dạ. Đó cho nên rồi bây giờ ở nhà thắp hương ông bà đi. Giờ Út ở nhà Út thắp hương ông bà đi, Út muốn ăn cơm, ăn canh, ăn gà, ăn cá, ăn rau, ăn thịt. Đó lại kinh tạng niệm Phật rồi đó, nhiêu đó thôi là tự anh chị em sẽ đó cho Út có đồ ăn. Nguyễn thấy không? Dạ. Quần áo, giày dép Út có hết. Mà chỉ cần Út ngoan thôi. Út nhiêu đó thôi là tụi anh chị vui rồi, cha mẹ vui theo luôn. Chứ nếu không á cha mẹ khóc hoài à. Tim đập chân rung hoài luôn. Anh chị em á mằng rụng bại luôn á, mình bảo đảm luôn mày. Nó tương ương vậy đó. Nếu như mày Nguyễn biết quán như vậy đó mày. Để cái ý thiện trong lòng ngay từ đầu đấy, phải không? Và cái ý thiện nó thường hằng đến suốt cái mà ngay cái đầu đến cái giữa cái đuôi luôn. Dạ. Y như vậy luôn. Thì Nguyễn không có còn chơi bài chuyện trách ai đó. Khi Nguyễn đặt người ta cái chỗ thấp thì một chút nữa không còn cái chỗ thấp để đưa người ta xuống. Đó là tư duy như vậy. Và bản thân mình cũng lấy ngay cái chỗ đó mà mình làm thành cái chân lý luôn. Còn ngay từ đầu Nguyễn đặt cái chỗ quá cao, gặp thời bão gió dở lao đao lắm Nguyễn. Nó dễ rụng dễ rớt dữ lắm. Cho nên nè, mấy ông mà muốn thấy, muốn hiểu được tất cả thì Phật đã để lại cái kho tàng cho chúng ta hết rồi. Dạ. Ừ. Cái gì nó cũng cần phải có cái sự trao đổi, mài mòi, học hỏi ở trong đó. Không phải tự nhiên mình thấy nó hiện ra là mình biết nó được đâu. Không phải vậy đâu mày. Dạ. Ba đời mình phải gắn kết với nó, ba đời mình phải gắn kết với Phật, với Pháp, với Tăng, Phật, với Thánh, với Bồ Tát đồ mày. Mới đủ cái duyên lành ở trong đó mà ngộ ra, hay không mày ha? Ừ, chứ không phải là ở tự nhiên ở đâu mà rớt xuống chưa có được ba đời mà hiểu được Phật, hiểu được Pháp, hiểu được Tăng. Nó khó còn hơn mò kim đáy biển nữa đó Nguyễn. Dạ. Chứ không phải vẫn chơi đâu nghe, mình nói vậy đó nghe Nguyễn. Tại vì mò kim đáy biển là nó còn có cây kim ha. Tuy rằng nó nhỏ xíu vậy đó, nhưng mà nó còn có một cây kim ở dưới cái ba cái biển nghiệp cho Nguyễn mò được. Còn trong cái đạo nó không có cái gì ở trong, mênh mông giữa cái mười phương của vũ trụ này nè. Nó không có một cái dây kim gì trong đó luôn mà. Làm sao mà biết đường mà tầm mà mò được. Mình nói vậy đó. Không có hình dung được đâu Nguyễn. Dạ. Ừ. Càng hình dung là càng bị trừu tượng, càng lọt vô cái tưởng trong đó. Đó. Đặt đi. Đặt người ta đã đây là cái mốt lỏng người ta. Thấy không? Dạ. Ừ. Đặt ta lên cái mốt tự nhiên cái dùng cái ý kéo ta xuống, kéo bằng tay chân không kéo kéo đâu, kéo cái ý xuống. Đời nó vậy đó, mình thấy cái thực tế nó vậy đó. Mình nói ông Phật ông nói đúng quá mà bốn chúng tu lại không có để duyên ngay chỗ đúng của ông Phật, mà lấy cái chỗ sai của mình đặt vô chỗ đúng của ông Phật rồi đưa cái đó cho ra vận hành với bốn chúng bốn đại bốn loài. Mình nói đâu có được. Thời này các cấp người ta là chánh pháp, Nguyễn thấy không? Không có các cấp là đừng mong mà Nguyễn tu được. Mà Nguyễn tu mà không phù hợp với đời, đừng mong mà vào cái đạo nào hết trơn. Không có cái chỗ cho Nguyễn vào đạo đâu. Đi tới đâu cái dướng dấp tới đó đó Nguyễn. Ba cái món thừa này nè, Nguyễn nói là Phật thừa, Pháp thừa và Tăng thừa này nè. Không có dễ dàng mà cho Nguyễn và cả nhà tư duy được đâu. Niệm Phật nói đó, ba cái món thừa mà cuối cùng là còn lại một Phật thừa đó Nguyễn. Ba cái món thừa này không có dễ mà Nguyễn tư duy được đâu. Là hay đơn giản ở chỗ mà Nguyễn nghĩ si mà Nguyễn hiểu rõ được đâu. Đó. Hoặc là Nguyễn nghĩ si mà Nguyễn liễu, Nguyễn hiểu, Nguyễn ngộ được. Ba cái món thừa này. Thật ra nó là chỉ một thôi nha Nguyễn. Dạ. Nhưng mà tại vì tùy thuận vào chúng sanh á mà ông Phật ông đặt ra vậy đó. Giống như nói cái chỗ là phạm vi với cái phạm trù vậy. Giống như là nước ở trong đây á là cái phạm vi nhỏ hẹp với nước ở ngoài sông mình, ngoài biển á.
ý mình nói vậy đó, cái phạm vi với phạm trù nó đều là một thôi, là một nước không ạ? Dạ. Yeah. Ừ. Nhưng mà cái chỗ mình nói là trong cái bình này cho là sao? Nó gần với chỗ anh em mình ngồi nè. Đó, là ngay cái chỗ của chúng sanh đó mày. Còn giờ ở đây mà mình nói nước ở ngoài biển, biển Đông đâu có gần chỗ mình ngồi đâu. Dạ. Yeah. Từ đây mình chạy ra biển Đông nó xa, nó cực khổ lắm. Phải không? Không phải dễ mà chạy ra biển Đông được đâu. Cho nên Phật nói chúng sanh đang ở đây nè, nói cái chỗ chúng sanh nó đi, rồi chúng sanh nó dụng gì thì mình nói pháp theo cái đó của nó mới được. Nó mới có cái sự tương tác mà nó hiểu, nó ngộ, nó cảm ứng của nó được miễn. Yeah. Ví dụ nó có là căn với trần, thôi thì bây giờ mình nói cái vụ căn với trần, thấy không? Rồi sau này nó hết căn với trần đi, tự có mấy cái ông bạn của mình ông nói là không có cái chỗ căn trần, chỗ nó tiếp tục nó hiểu nữa. Chứ giờ tới đó nó không có căn trần rồi nấu cái gì cho nó hiểu. Yeah. Đó Quỳnh nói là những cái nó đó, đó là những cái quả đi tới vị lai đó Nguyễn. Tùy thượng vào chúng sanh hết. Mắt tăng thừa không sanh được tam hợp, lựa chọn duyên tu pháp thiết quy không Nguyễn. Giờ Nguyễn tu pháp thiết quy là những cái mà cái hành vi mà nó thiết yếu đó, là người ta mới tu thôi. Còn nó không thiết yếu người ta không tu, ý mình nói vậy đó. Mà đánh mắt cái chữ thừa đó là coi như xong. Mà không đánh mắt cái chữ thừa đó nó cũng xong luôn. Tại vì cái chữ thừa đó nó có nhiều ý nghĩa lắm Nguyễn. Dạ. Ừ. Cái tiếng Việt mình như là mấy đại chúng ta nói tiếng Việt của mình nó rất là hay. Nó có nhiều ý, nhiều nghĩa trong một cái âm thanh phát ra nhớ lắm. Dạ. Ừ, tuy rằng một cái âm thanh phát ra mà nó có cái nhiều cái ý nghĩa trong đó đó. Đừng có bon chen mà tu dạy tu liều. À. Nên hiểu rõ những cái chỗ mà giáo điều chân chánh mà Phật với Thánh để lại trong đó đó Nguyễn. Đừng nói là để tôi làm thử cái này, tôi tu thử cái kia, dạy dọt đó Nguyễn. Đừng, đừng có để cái tư duy như vậy. Đừng có nên mà tu dạy tu liều, hãy để cái thân cái tâm mình ngay chỗ cái giáo điều mà chân chánh. Nếu mà mình là Phật thì mình không thể nào mình bỏ chúng sanh được. Nếu mà mình là Phật đó, yeah. Mình là Phật hiện giờ Phật phàm của mình ha. Nếu mà mình là Phật phàm mà thành Phật phàm á, là Nguyễn coi cái thân tâm Nguyễn không bao giờ bỏ được chúng sanh. À, còn nếu mà thân của Nguyễn mà bỏ được chúng sanh thì Nguyễn chưa có được Phật phàm, chứ đừng nói chi là cái gì hết trơn nha. Yeah. Mình nói như vậy đó. Nếu như Nguyễn là Phật đã thành thì Nguyễn coi Nguyễn là Nguyễn có coi có bỏ chúng sanh hay không là Nguyễn ha. Ừ. Pháp muôn duyên nó vận hành tự tại kệ nó. Như nãy Nguyễn nói với Huynh đó là sao? Cái chỗ mà tự tại gì nãy Nguyễn hỏi Huynh đó. Cái chỗ tự tại với đủ duyên của Huynh. Tự tại với đủ duyên gì đó ha. Yeah. Hoặc là cái chỗ tùy duyên ha. Yeah. Pháp tất cả các muôn duyên Nguyễn nhớ phải để cho nó vận hành tự tại. Thì đó là cái chỗ trọn đủ cái duyên như lai của nó đó. Yeah. Còn Nguyễn mà chưa đến cái chỗ, chưa sống như cái chỗ tự tại của nó là Nguyễn còn xa cái chỗ như lai của tất cả các pháp và cái thân tâm của Nguyễn. Để một chút Vinh nói nữa cho Nguyễn nghe nè. Ngăn tạo tác tự thiện nó tràn về theo Nguyễn. Còn khi mà Nguyễn ở chỗ mà chưa có được như lai á, mà ở cái chỗ mà hiện tại mà Nguyễn còn mà khen với chơi đó, ở ngay cái chỗ hồi nãy giờ Huynh nói tự tại á, mà Nguyễn còn ở chỗ tự tại để mà Nguyễn còn ở chỗ khen chơi á, đặt để á, thì bây giờ là Huynh tặng cho Nguyễn như vậy nè, là những cái đó là những cái ý mà Nguyễn sanh khởi ra thành những cái tạo tác ba món thân của ý Nguyễn. Chỉ cần Nguyễn ngăn cái đó lại thôi. Ngăn trừ cái đó lại, nó giống như là diệt trừ được cái ác á nơi cái thân khẩu ý của Nguyễn á. Nguyễn ngăn được cái tạo tác đó thôi thì tự động cái thiện nó tràn luôn, chứ không có nói là nó về nữa Nguyễn. Nó về là nó còn, nó hồi nãy cái ly nó chưa có, nó đợi nó rót vô nó đến đầy ha, là Nguyễn không nói nữa. Mà Nguyễn ngăn cái đó, mà ngăn nó đến lúc mà nó thường hằng rồi là cái thiện của Nguyễn là coi như nó tràn trời luôn. Thì tràn trời là sao nữa, nguyên lý nó là sao nữa Nguyễn? Thì bắt buộc là nó phải tưới ra cho bốn đại với bốn lồi mới được Nguyễn. Còn nó mới còn nằm ở trong ca này thì Nguyễn thấy mình để vậy
đâu có tự tự chảy ra được, mà cái nào nó tự ra. Dạ. Nói cái nào mà nó tự á là nó mới tại được. Nó không tự là nó không tại được. Nó tự nó mới tồn tại được trong cái trung đạo. Nó mới viên thông được Nguyễn. Còn nó không không tự là nó không có tồn tại được, là nó sẽ bị hư hoại Nguyễn. Trong thời gian ngắn ngủi của nó. Các muôn duyên là Nguyễn phải biết vận hành ở trong cái chỗ tùy duyên, cái chỗ tự tại, cái chỗ như lai của nó. Và Nguyễn nghe được những cái từ đó thì Nguyễn huynh đưa về cái chỗ gần nữa là Nguyễn phải biết ngăn liền, ngăn ngừa liền tất cả những cái mà Nguyễn muốn tạo tác á, ở nơi thân khẩu ý ba nghiệp tham sân si của Nguyễn. Nguyễn ngăn cái đó thì tự động cái tánh thiện nó tràn về liền, nó tràn trời luôn. Không cần tìm ở đâu hết á, nó dễ vậy đó. Thì lúc đó là sao nữa, Nguyễn nghe ta nói là sao biết không? Người tu á thì nghe Phật á, và nghe Thánh với Bồ Tát nói hoài cái chỗ mê với cái chỗ ngộ, cái chữ mê đỡ Nguyễn. Dạ. Thì mình nghe mình cũng nó cũng hơi bao la quá, giống như cái phạm vi nó còn rộng quá đi. Theo mình nghĩ với bốn chúng tu thời này vậy đó, mấy ông còn mê lắm, ta nói vậy đó, mấy ông còn tu mê lắm. Cái mấy ổng nghe ổng nói, ủa giờ mình tu vậy mà mấy ổng nói mình tu mê mà không biết mê là cái gì ta. Dạ. Không biết luôn á Nguyễn. Giống mê với vô minh vậy đó hả Quỳnh? Mê là cái gì? Thì hồi nãy mình nói vô minh rồi, phải không? Dạ. Nói cái đó Quỳnh cũng nói sơ sơ thôi à. Tại còn nhiều clip Quỳnh sẽ nói rõ hơn cái đề tài đó. Dạ. Giống như hồi nãy mình nói là ngăn cái tạo tác thôi, ngăn nó lại thôi, nó mới có cái vách để nó chứa Nguyễn. Nguyễn không ngăn nó lại, nó không có chứa được gì đó. Thì nó đâu có tràn trời, nó đâu có về được. Nguyễn thấy không? Dạ. Về phải có cái chỗ chứa, mà mấy cái đó là ba cái vách chứa của nó đó Nguyễn. Ngăn nó, lấy cái đó làm cái vách ngăn nó. Đó. Ngăn những cái mà cái tạo tác đó. Thì tự nó, cái thiện đó, nó về, rồi nó tràn trời rồi. Rồi sao mà giờ giải quyết cái chỗ mê này nè. Tu bỏ ghét đi Nguyễn. Đó. Thì tự động á, cái tâm mê của mình á, cái thân mê của mình, hoặc là thân khẩu ý mà nó mê á Nguyễn. Dạ. Thì tự nó bỏ à. Nguyễn thấy cái chữ mê á, nó khó á, còn Quỳnh nói giờ cái chữ ghét nó dễ nè. Đó. Cái chữ thương nó cũng dễ nữa. Mà chữ thương mình không nói, giờ cho người ta thương đi, cho người ta thân đi, cho người ta thiện đi ha. Rồi làm một đường, và đường thứ hai là đường ghét bỏ, cũng như cái đường khen chê thì bây giờ khen đi đừng chê được hết trơn á, cái nào cũng chấp hết trơn á, nhưng mà giờ khen thì khen một chiều thôi nha, đừng chê ngược lại, thấy không Nguyễn? Dạ. Đó, thương thì thương chiều cũng đi, mai mốt đừng ghét nha hả, mà thương á thì thương hoài luôn, cứ thương đi, thương hoài luôn. Đừng á mai kia mốt nọ có cái sự gì mà giành giật nhau không được cái là ghét là đừng nha, cũng để cái tâm thương luôn, cũng để cái trạng thái thương luôn, đó là điều tốt hết. Còn bây giờ ghét phải không? Tu là làm gì Nguyễn? Nguyễn tu, Nguyễn bỏ được cái ghét là coi như là cái tâm mê của Nguyễn là nó không còn chỗ bám á. Yêu cầu Nguyễn bỏ ghét thôi, cho nên người ta nói là tu bỏ ghét không Nguyễn. Tu cho bỏ ghét đó Nguyễn. Dạ. Bỏ cái ghét đi. Nguyễn bỏ cái ghét đi. Rồi từ từ mốt có người chỉ cho Nguyễn bỏ cái thương. Một cái đi ha. Nguyễn ở một chỗ đi là Nguyễn dễ lắm. Hai chân Nguyễn đứng một chỗ đi là Nguyễn dễ lắm. Dễ có cái duyên cho người ta chỉ Nguyễn lắm. Yeah. Còn bây giờ hai chân, chân bên bờ bên đây, chân bờ bên kia. Cũng hai tâm luôn, tâm bên thương, tâm bên ghét. Kêu ông Phật tới, ông chỉ cái chỗ nào. Chỉ chỗ này thì nó lấy cái chỗ kia ra so sánh. Chỉ chỗ kia lấy chỗ nọ ra, nó đắn đo. Nó dò xét, nó nói để tôi về tôi nghiên cứu thêm. Để tôi về tôi quan sát nữa, tôi đắn đo thêm năm dài tháng rộng nữa còn sao. Đó, ý mình nói vậy đó. Rồi, ở đây Nguyễn hỏi đi. Vậy đi. Dạ thì thôi bây giờ thì cái video clip nó cũng dài, cũng 50 mấy phút rồi Quỳnh. Dạ. Thì thôi nhờ Quỳnh đồng sĩ rút lại những cái điểm chính hay là những cái gì quan trọng đó gửi tặng tất cả với quý vị khán giả rồi mình kết thúc clip luôn. Dạ. Rồi, vậy cũng được đi Nguyễn. Thì quan trọng là Quỳnh nói với cả nhà vậy. Quỳnh cũng
nghe Bà Đề Chư Phật từng nói với bốn chúng như vậy đó. Và cũng như gặp những vua chúa và những bậc quý tộc cũng đều thắc mắc với Phật ở chỗ đó. Ở những cái mà nhỏ bé nhất chúng ta đừng bao giờ coi thường nó. Đó, bản thân chúng ta cũng vậy. Những cái nhỏ bé lặt vặt như vậy đó, chúng ta để ý, để ý cái chỗ đó chúng ta sẽ thấy cái chân lý. Đừng có coi thường nữa. Tại vì ông Phật ông nói rồi, tại ông vua nói ông Phật rồi, thắc mắc dữ lắm rồi. Tại sao ông Thái tử, ông có hăm mấy tuổi rồi mà ông đạt đạo cao như vậy, trong khi những cái ông cao tăng đời đó lớn tuổi mà lại chưa được đạt đạo và người ta không có tôn kính như ông lúc đó. Đó, mấy vị vua chúa thắc mắc với Phật vậy đó mấy. Ông Phật mới chỉ ra cái chân lý và nguyên lý nó. Đạo là không có nói đến tuổi tác nha mấy ông. Và những cái nguy hiểm nhất mấy ông đừng coi thường là những cái lớn là không có phải đâu. Đó, nó tiềm ẩn dữ lắm Nguyễn. Ví dụ như một vị vua ti rằng nhỏ tuổi thôi, ta cai trị một cái cõi nước cho một thế giới, một cái lời nói người ta có thể tàn sát được biết bao nhiêu chúng sanh và cứu được biết bao nhiêu chúng sanh. Đó, thấy không? Nguyễn thấy không? Rất nhỏ bé đừng có coi thường. Rồi ông Phật chỉ thêm một cái con rắn độc, nó không có cần lớn xác to hình đâu Nguyễn. Đó, mà nó có thể giết được con voi, đó, con bò, con ngựa lớn hơn nó gấp bội, gấp ngàn, gấp vạn lần Nguyễn. Đó, Nguyễn thấy không? Đó, thì chúng ta có cái gì nhỏ nhất chúng ta coi, nó nhỏ đến lúc mà mình cũng không thấy luôn. Cái ý nó rất là quan trọng Nguyễn. Đó, Nguyễn thấy không? Cái thân nó dình vàng vậy đó, coi vậy đó, dễ thấy nhất á, thấy không? Cái ý á Nguyễn. Đó, cho nên mình nói để cái ý á nó thiện đi trong cái lòng này mà mình sống, rồi luôn thường hằng như vậy đó mới mong được cái chỗ chứng quả, cái chỗ chứng đắc của mình, thấy không Nguyễn? Đó, còn bây giờ cái ý nè, mình không nói đến cái thân đâu, cái khẩu đâu. Ví dụ như người cầm này ha, nhưng mà ta còn cái ý đó Nguyễn. À, người cùi tay chân người ta không có đi làm gì được, cũng còn cái ý có thể làm được nữa đó Nguyễn. À, ý mình nói về cái phương tiện để mà tu chứng quả Nguyễn, đắc á. Đó, chứ đừng có ỷ vào cái gì hết đó Nguyễn ha. Mà coi những cái cơ bản đó, cái mà nó nhỏ đến lúc mà nó muốn như không đó, đó, đó cái ông đó. Cái ông đó trong thân mình là cái chỗ ông đó, ông làm được những cái chuyện lớn 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 lắm đó Nguyễn. À, rồi vậy đi. Dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Dạ, thì thôi bây giờ gió cũng lớn quá, với lại là thời gian cũng dài gần cả tiếng luôn rồi. Thì thôi nguyện với quý đồng sĩ ngồi nghỉ chút xíu rồi có làm thêm hay gì đó, hay là chiều chiều gì đó mát mát thì nguyện cùng quý đồng sĩ sẽ chia sẻ tiếp để gửi tặng tất cả quý vị khán giả ha. Còn bây giờ thì chúc tất cả quý vị khán giả xem clip vui vẻ. Nam Mô Di Đà Phật.